Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Trực tiếp nhận định U23 Việt Nam với U23 Đài Loan, mệnh lệnh phải thắng. U23 Việt Nam sẽ bắt đầu vòng loại U23 châu Á 2022 bằng trận ra quân gặp U23 Đài Loan với mục tiêu giành 3 điểm trọn vẹn. 17 giờ ngày 27 tháng 10 diễn ra trận đấu này. U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tương đối tốt hướng đến vòng loại U23 châu Á 2022 với chuyến tập huấn tại UAE. Cùng với đó là bất bại cả hai trận giao hữu, hòa một đều trước U23 Tajikistan và thắng U23 Kyrgyzstan 3-0. Thầy trò Úc Park Hang-seo được đánh giá cao nhất bảng Y. Qua đó, mục tiêu không gì khác ngoài ngôi đầu bảng và tấm vé đi tiếp. Mục tiêu của U23 Việt Nam đó là phải thắng U23 Đài Loan. Chỉ có chiến thắng, thậm chí thắng đậm mới giúp đội bóng số 1 Đông Nam Á tạo lợi thế trước khi giáp mặt với đối thủ khó chơi, đó là U23 Myanmar. Đây là nhiệm vụ nằm trong tầm tay U23 Việt Nam. Dẫu vậy, trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại không có những tên tuổi nổi bật như Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng trước kia. Điều này cũng là thiệt thòi lớn khi thiếu vắng những cá nhân có thể tạo đột biến, là niềm hy vọng ở giải đấu châu lục. Trong khi đó, đối thủ U23 Đài Loan đến với vòng loại U23 châu Á 2022 với tâm thế đội yếu nhất bảng Y. Điều dễ hiểu khi họ sẽ sử dụng lối chơi phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công. Trước trận gặp U23 Việt Nam, đại diện đội bóng này bày tỏ sự tự tin có thể giành kết quả bất ngờ trước thầy trò ông Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo, U23 Việt Nam có chút áp lực khi bị so sánh. Thưa quý vị, trước thềm vòng loại U23 châu Á 2022, đội U23 Việt Nam gặp phải những so sánh với các đàn anh đã thành danh sau chiến tích Á quân ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. Mục tiêu đầu tiên của U23 Việt Nam đó là vượt qua vòng loại, sau đó chúng tôi sẽ tính tiếp. Huấn luyện viên Park trả lời câu hỏi đầu tiên từ phía ban tổ chức địa phương chiều 26 tháng 10 ở Kyrgyzstan. Ban huấn luyện và cầu thủ U23 Việt Nam cảm thấy áp lực khi bị so sánh với lứa cầu thủ U23 thành công ở Thường Châu, Trung Quốc. Ông Park hy vọng cả đội sẽ thi đấu tốt thay vì chú ý đến việc bị so sánh với đàn anh. Ông lý giải, tôi luôn cảm nhận tình yêu bóng đá của người hâm mộ cùng với những sự kỳ vọng dành cho bóng đá Việt Nam. Cầu thủ và ban huấn luyện đều cảm thấy một chút áp lực khi bị so sánh. Đối với tôi, thay vì việc so sánh hai lứa với nhau, hãy tin tưởng và động viên để U23 Việt Nam đạt kết quả tốt nhất. Ông đánh giá đối thủ U23 Đài Loan, Trung Quốc. Chúng tôi cố gắng thu thập thông tin về họ ngay từ khi bắt đầu tập trung. Họ có vẻ không thi đấu nhiều nên có thông tin về đội bóng này không dễ chút nào. Dẫu vậy, ban huấn luyện từ Việt Nam vẫn có danh sách một số cái tên của U23 Đài Loan, Trung Quốc tham dự vòng loại 2 World Cup 2022 cùng tuyển quốc gia. Một số cầu thủ trẻ khác là sinh viên trên ghế nhà trường. Mục tiêu cao nhất của U23 Việt Nam đó là giành cả hai chiến thắng trước U23 Đài Loan, Trung Quốc và U23 Myanmar. Bảng đấu của U23 Việt Nam chỉ có 3 đội. Đánh giá về U23 Myanmar, ông Park nói, thông tin về họ cũng không dễ dàng có được. Chúng tôi sẽ theo dõi trận đấu giữa Myanmar với Đài Loan, Trung Quốc để có phương án đối phó. Đó không phải vấn đề lớn. Nhà cầm quân người Hàn đánh giá đội hình của mình là những cầu thủ hoàn thiện. Các cầu thủ đang trong quá trình trưởng thành, chúng tôi luôn cố gắng để các cầu thủ phát triển tốt nhất, ông nhấn mạnh. Thủ môn Văn Toản thì cho rằng việc được lên tuyển Việt Nam là cơ hội để anh học hỏi và phát triển sự nghiệp. Văn Toản thừa nhận đội không có nhiều thông tin về hai đối thủ sắp tới đây. Toàn đội đang tập trung tập luyện hướng đến trận ngày mai. Chúng tôi cố gắng thực hiện tốt đấu pháp ban huấn luyện đề ra. Về hàng công, đối thủ, tôi không có thông tin, thủ môn sinh năm 99 phát biểu. Trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Đài Loan, Trung Quốc diễn ra lúc 17 giờ ngày 27 tháng 10. Tin tiếp theo, U23 Đài Loan khó cản đường Việt Nam ở vòng loại châu Á. Thưa quý vị, đối thủ đầu tiên của Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á đó là Đài Loan, Trung Quốc, đội bóng yếu nhất bảng đấu. Vòng loại U23 châu Á 2021 mở cửa cho gần như tất cả các đội tuyển tại châu Á, 42 trong tổng số 47 đội tuyển được phép tham gia. Chỉ có 5 quốc gia không được tham dự ban đầu đó là Bhutan, Pakistan, Guam, Macau và quần đảo Bắc Mariana. Trong số này, Macau và quần đảo Bắc Mariana không được tham dự vì không thuộc Ủy ban Olympic. Pakistan bị cấm tham dự vì tình hình chiến sự, còn Bhutan và Guam là những quốc gia có nền bóng đá yếu nhất thế giới và chủ động không tham dự. Sau này, vì những lý do khác nhau, nhiều đội tuyển mới rút lui khỏi giai đoạn này của vòng loại U23 châu Á như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Trung Quốc, Brunei, Afghanistan. Việc không có vòng loại ban đầu khiến các đội tuyển yếu cũng có thể thi đấu trong giai đoạn này.
Đó là bối cảnh giúp U23 Đài Loan Trung Quốc đối đầu với U23 Việt Nam. Địch thủ đầu tiên của thầy trò ông Park Ha-seo là tập thể yếu từ lực lượng đến phong độ. U23 Đài Loan Trung Quốc chưa có một lần nào tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Họ là đội bóng yếu nhất bảng. Trong vòng 4 năm qua, U23 Đài Loan Trung Quốc không có nổi một trận thắng. Thành tích tốt nhất của họ chỉ là trận hòa một đều trước U23 Campuchia ở vòng loại U23 châu Á 2020. Ở giải đấu lớn duy nhất U23 Đài Loan tham dự xuyên suốt chiều dài lịch sử Asian Games 2018, đội bóng này đá 4 trận, thua 3, hòa 1, không ghi được bàn nào và thủng lưới 10 lần. U23 Đài Loan thua cả Lào ở giải đấu này. Đối thủ duy nhất của họ có điểm là U23 Palestine. Nền bóng đá Đài Loan Trung Quốc nói chung cũng không thực sự phát triển. Từ quốc gia nước này có tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và nhận những thất bại vỡ mặt. Họ thua Australia 1-5, thua Nepal 0-2, thua Kuwait 1-2. Ở vòng loại Asian Cup diễn ra hồi đầu tháng 10, Đài Loan gặp Indo và thua với tổng tỷ số là 1-5 sau 2 lượt trận. Chính trận thua này trước Indo khiến U23 Đài Loan gặp nhiều vấn đề. Cụ thể, huấn luyện viên trưởng ban đầu của U23 Đài Loan là ông Von Kanyum. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước khi giải đấu bắt đầu, Liên đoàn bóng đá Đài Loan quyết định đình chỉ công việc của nhà cầm quân này. Lý do bởi ông bao che nhiều học trò tuyển quốc gia trốn ra ngoài uống rượu trước thềm trận đấu với Indo tại vòng loại Asian Cup 2022. Quyết định này được cho là khiến ông Von Kanyum nổi giận khi Liên đoàn bóng đá Đài Loan không có bằng chứng cụ thể. Nhà cầm quân này thậm chí đe dọa kiện ngược lại Liên đoàn bóng đá Đài Loan. Liên đoàn bóng đá Đài Loan phải có đầy đủ bằng chứng khi đưa ra hình phạt. Tôi không muốn các cầu thủ thiệt hại thêm nữa. Tôi sẽ thu thập tất cả các báo cáo từ 6 tháng qua và tái hiện lại tất cả các sự kiện. Huấn luyện viên Von Kanyum nhấn mạnh. Nhà cầm quân này cũng đe dọa khiến đội ngũ huấn luyện viên của U23 Đài Loan từ chức dù U23 Đài Loan sắp tham dự vòng loại U23 châu Á. Người thay thế ông Von Kanyum là ông Chen Junming. Trước thềm vòng loại U23 châu Á diễn ra năm 2019, thế hệ U23 Việt Nam với Quang Hải, Văn Hậu, Hoàng Đức đã từng có trận giao hữu kín với Đài Loan trên sân Hàng Đẫy, giành chiến thắng tỷ số 6-1. Lê Xuân Tú, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân là những người có mặt trong trận đấu đó để tham dự vòng loại U23 châu Á lần này. Có lý do để Liên đoàn bóng đá châu Á xếp U23 Đài Loan ở nhóm hạt giống thứ tư, tức yếu nhất giải. Nếu thi đấu đúng sức, U23 Việt Nam sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc đánh bại đội bóng này. Trận đấu giữa U23 Việt Nam với Đài Loan diễn ra lúc 17 giờ ngày 27 tháng 10 theo giờ Hà Nội. Tin tiếp theo, U23 Việt Nam và nhiệm vụ toàn thắng ở vòng loại châu Á. Có hai con đường để U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022, đó là chiếm ngôi đầu bảng Y hoặc trở thành một trong bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, nhiệm vụ của U23 Việt Nam phải là giành 6 điểm bởi hai đối thủ cùng bảng U23 Đài Loan Trung Quốc, U23 Myanmar đều bị đánh giá thấp hơn. Ở vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 của khu vực Đông Á, bên cạnh U23 Hàn Quốc, Australia, Thái Lan. Trong khi đó, U23 Myanmar và U23 Đài Loan Trung Quốc lần lượt nằm ở nhóm hạt giống số 2 và số 4. Đó là thước đo đầu tiên để đánh giá sức mạnh của các đội. Lịch sử tham dự vòng chung kết U23 châu Á cũng nói lên điều đó. U23 Việt Nam có thành tích nổi bật nhất bảng Y khi có 3 lần liên tiếp vào vòng chung kết 2016, 2018, 2020. Đặc biệt ở giải đấu năm 2018, thầy trò ông Park Ha-seo giành ngôi Á quân. Thành tích tệ nhất của U23 Việt Nam ở sân chơi châu lục là 3 trận thua trước Jordani, Australia, UAE, tỷ số 1-3, 0-2 và 2-3. Dù vậy, kết quả này tốt hơn những gì U23 Myanmar làm được ở lần duy nhất dự vòng chung kết U23 châu Á. U23 Myanmar có một lần dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2013. Họ thi đấu không tốt ở giải này, nhận 3 trận thua với hiệu số bàn thắng bại âm 12, ghi 1 bàn. Tại những giải tiếp theo, đội bóng này dừng chân ở vòng loại. Trong khi đó, U23 Đài Loan Trung Quốc chưa có một lần nào tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Họ là đội bóng yếu nhất bảng. Trong vòng 4 năm qua, U23 Đài Loan Trung Quốc không có nổi một trận thắng. Thành tích tốt nhất của họ chỉ là trận hòa một đều trước U23 Campuchia ở vòng loại U23 châu Á 2020. Với U23 Việt Nam, U23 Myanmar là đối thủ khó nuốt hơn. Lứa cầu thủ này của U23 Myanmar từng gây nhiều khó khăn cho Việt Nam ở những giải trẻ trong khu vực. Lứa cầu thủ sinh năm 99-2000 của Myanmar được đẩy lên thi đấu cùng lứa 97 nên chơi ở nhiều giải. Tôi là thành viên của U16 Việt Nam nên cũng có cơ hội chạm trán với họ nhiều lần. Nguyễn Xuân Kiên, hậu vệ từng được gọi lên tập trung cùng U23 Việt Nam, chia sẻ với Dinh.
Chúng tôi gặp lứa trẻ này của Myanmar ở vòng loại U16 châu Á, vòng bảng U19 Đông Nam Á. Trong những trận đấu đó, chúng tôi đều giành chiến thắng, nhưng Myanmar cũng gây cho chúng tôi nhiều khó khăn. Họ khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc triển khai bóng nhờ thể lực tốt, nhanh, pressing giáp. Các tiền đạo Myanmar cũng giàu tốc độ nên lối chơi chủ yếu là phòng ngự phản công. Cầu thủ trưởng thành từ câu lạc bộ Viettel nói thêm. Theo Xuân Kiên, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã giành chiến thắng nhờ việc chủ động kiểm soát, chơi hợp lý hơn. Văn Toản là một trong bốn cầu thủ từng dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 trong đội hình hiện tại của U23 Việt Nam. Ba người còn lại, Việt Anh, Mạnh Dũng và Hữu Thắng. Ở SEA Games 30, U22 Myanmar thất bại trước U22 Indo ở bán kết. Trong khi đó, U22 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U22 Indonesia để giành huy chương vàng. Đó là những cơ sở để cho thấy U23 Việt Nam đủ sức giành trọn 6 điểm ở vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên, thầy trò ông Park vẫn không được chủ quan bởi sự thiếu ổn định và bất ngờ trong các giải đấu trẻ luôn tồn tại. Ở những trận đầu tiên vòng loại U23 châu Á 2022, nhiều đội bóng được đánh giá cao hơn đã gặp khó khăn. Tại bảng H, U23 Singapore bị Timor-Leste cầm hòa 2 đều. Tại bảng G, U23 Malaysia vượt qua Lào nhờ bàn thắng duy nhất ở phút 68. Ở cặp đấu còn lại, U23 Thái Lan không thể giành 3 điểm trước chủ nhà Mông Cổ, dù sở hữu đội hình đồng đều và chất lượng hơn. Thanawat Sueng Chittawan, tiền vệ công thủ biên chế Leicester City, cũng không thể giúp tiểu vò chiến có chiến thắng. U23 Việt Nam hoàn toàn đủ sức giành những chiến thắng tuyệt đối như những gì đã làm được cách đây 2 năm ở vòng loại U23 châu Á 2022. Thắng 3 trận trước Thái Lan, Indonesia và Brunei. Tuy nhiên, nếu chủ quan, thầy trò ông Park có thể phải trả giá, nhất là khi năng lực lứa U23 Việt Nam hiện tại được đánh giá không tốt bằng lứa trước và không có sự chuẩn bị tốt nhất do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.